xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Hiện tại thì Nhi với lại anh Thép với anh Sơn. Ủa sao nhỏ rồi chưa lớn mà? Nó bị ấy chết rồi. Bị ruồi chết hả? Ừ, bị tiểu hết. À, hiện tại là Nhi với anh Thép với lại anh Sơn đang ở trong vườn trái cây. Nói trái cây vậy thôi nhưng mà có hai loại thôi. Có sầu riêng với lại bưởi. Hôm vừa rồi thì cả team có một chuyến đi ra Khánh Hòa, Bình Định khá là dài ngày, hơn 10 ngày, cả nhà 10 ngày luôn. Thì khi mà vừa về đến Ninh Thuận là ngủ một giấc sáng dậy là anh Thép chở Nhi với lại anh Sơn lên rẫy để kiểm tra cây trái như thế nào. Giờ thì sầu riêng đang ra trái, trái cũng rất là to rồi. Lúc nãy Nhi với anh Thép với anh Sơn có đi kiểm tra, trái nó đã to. Nó chưa to bằng trái bưởi thôi, nhưng mà nó đã to cỡ này rồi đó cả nhà. Lát nữa Nhi sẽ quay lại cho cả nhà xem. Rồi giờ thì chắc là Nhi sẽ với anh Sơn sẽ đi kiểm tra mấy cái đường ống bếp để coi cây nào mà nó chưa có cái sắt đâm, chưa có cái sắt cố định đó, thì mình sẽ đi kiểm tra cố định nó lại. Còn anh Thép sẽ đi kiểm tra mấy trái sầu riêng có cần tỉa nữa không thì tỉa, rồi làm những cái việc lặt vặt ở trong vườn thăm cây trái. Giờ thì kiểm tra cây nào chưa có cây sắt thì gắn vô rồi cố định nó lại bằng cái cọng dây rút. Rút nó lại rồi ok, rút rồi để đó khỏi cắt đi. Mình sẽ đi dọc từng hàng để mình kiểm soát. Thu gọn đi hàng bên đây trước, cây dưới đây nè, bọt cây đây, cây đây chưa rút nè, cho nó cộng dây rút lại. Đây chưa rút có một cộng điểm rút nhưng mà nó chưa có chắc đó. Mình rút lại luôn để lúc mà xuống dưới ở giữa, đúng rồi, để lúc mà nước nó mạnh á cho nó cố định cái ống bếp. Đáng lẽ xuống xíu nữa nha. Rồi ok rồi, chặt chưa, tao thấy nó lỏng ra ấy. Chỉ cho cái dây rút này á, là nó có hai đầu. Cái này là sai rồi nè, ngược lại nè. Một đầu rút vô là nó chặt liền, còn một đầu rút vô là nó lỏng, nó không có chặt. Đó. Nó chặt là nó kêu rét vậy đó. Đây. Cái kia. Bên đây cả nhiều vậy. Cái nào mà cả dưới gốc cây ha anh? À cái cỏ mà che mất cái miệng bếp đó thì mình cắt bớt để khi mà nước nó phun ra thì nó không có vô trong cỏ quá nhiều. Dạ. Rồi được rồi, đắp bọt. Bên chắc bên đây xíu nữa này. Đây nó che này. Ủa, áo khoác đâu không mặc vô bọt? Nóng quá à. Nóng nhưng mà nó nắng. Đi tiếp. Đi qua cây dưới kia. Mình đi từng hàng để mình khỏi bị sót cây. Bên đây có chưa? Có rồi. Cắt bớt cỏ đó, đúng rồi, bên đây nữa nè. Cắt bớt cỏ bên đây nữa nè. Cây này thì mới sổ nhụy xong. May sao mà sổ nhụy trước đợt mưa nha cả nhà, chứ trong mưa mà đang sổ nhụy là không có đậu trái được nhiều đâu. Đây hầu như đậu trái hết luôn rồi này. Chùm. Cây này đậu trái quá chừng luôn. Đi xuống dưới kia. Giờ đây Nhi sẽ quay tiếp cho cả nhà xem những cái trái sầu riêng lớn nha. Theo như dự tính thì anh Thép nói là khoảng 2 tháng nữa, là khoảng tháng giữa tháng 6 là sầu riêng của mình có thể lớn. Nhưng mà chắc cũng phải 2 tháng rưỡi nữa, mới 3 tháng nữa mới có thể thu hoạch được. Tỉa bớt mấy cái cây cỏ nó bám lên cái ống bếp á. Mấy cái cây dây leo á.
tiếp tục. Hình như cây đây không có cái ống này hả? Chưa có cây sắt hả? Dạ. Thì chấm cây sắt vô. Biết chấm không? Biết chứ. Đúng không? Chấm rồi bỏ nó vô, cố định vô cái lỗ của cây sắt á. Rồi, quấn cái ống lại. Đè cây sắt coi thử nó chặt chưa. Rồi, được rồi. Hai kêu đường điên không? Rút nó lại. Đáng lẽ sai rồi nó bột. Sai rồi, đáng lẽ là cái ống sắt đó là rồi hư luôn cái cọng dây rồi. Cái cọng dây đó là lại một khi đã rút vô là nó không gỡ ra được. Sao hay nói sao? Cắt đi, mình cắt bỏ đi. Mục đích của cây sắt đó là mình giữ cái đầu ống bét lại để khi mà nước bơm nó mạnh á, nó không có bị rung. Nè, đỡ cho em đúng. Ừ. Rồi rút đây lại, hay nói em làm liệu. Sai rồi biết sao không? Tại vì được gần quá, rút cây sắt ra làm lại ấy xa ra chút. Rút cây sắt lên luôn. Kéo xa ra cỡ nửa gang nữa đi. Ý là đẩy rút ra rồi đẩy ra chỗ khác. Cách cái chỗ hồi nãy mình rút đó, khỏi nửa gang rồi đâm ra vô xuống lại. Đè xuống. Rồi. Rồi mình cố định cái cọng đó lại. Rồi. Đó. Cái cành này được ba trái mà lớn khá là đều luôn này cả nhà. Nhìn dễ thương dễ sợ luôn cưng. Rồi bây giờ Nhi sẽ làm mẫu cho thằng Sơn nó hình dung ra được cái việc mà mình gắn cái ống nha. Đây, cái bên này là lúc nãy mình không có kéo căng lại. Cho nên là ý là hai cái đầu bét là nó nằm phải giữa cái thân thì khi nó phun nước ra nó mới đều được. Mà bây giờ cái đầu bên kia là gắn nó hơi bị dài. Nó bị dài so với cái ống bên này. Cứng quá. Nó bị đút cái cọng này dài quá thì cái ống bét này nó bị thiếu dây. Rồi, rút lại. Rồi. Mình máy xong mình cắt bớt cái cỏ xung quanh đi. Được rồi, giờ mình đi qua cây khác. Giờ anh thép dưới Sơn đi rà theo đường ống này, hôm bữa trước nó có chỗ nó bị bịch đó. Rà theo để mà xử lý. Giờ Nhi sẽ coi thử cái mấy cái hũ rùi vàng hôm bữa trước Nhi bẫy á, nó khô hết mặt rồi anh ơi, chết rất là nhiều luôn này cả nhà. Nó khô hết mặt rùi rồi, không biết là mình còn siro không nữa. Nếu mà còn siro mình mở ra mình nhỏ vô thêm, mình treo dọc ở mấy bờ rào này cả nhà. Wow, này cả nhà, quá chừng luôn, để lát nữa Nhi vô Nhi tìm mấy cái chai siro á, Nhi nhỏ vô thêm. Ở đây có một cây điều nhưng mà thấy nó rụng xuống đất khá là nhiều luôn á cả nhà. Điều này người ta trồng để người ta lấy hột thôi à, còn trái là không có bán được, cho nên là mình
tới cây điều mình có thể ăn thoải mái luôn, chỉ cần để lại cái hộp ngay chỗ cái gốc điều là được. Mà cả nhà ăn trái điều nha. Lâu lắm rồi mới thấy trái này á. Ủa cái đó nó còn xanh mà. Ăn được chưa? Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Thấy nhiều nước lắm. Sao nó chát chát cái miệng em á anh. Ừ. Dính dính cái răng á. Ăn nhiều nó sẽ bị mất tiếng á nha. Nghe cái cổ họng luôn nè. Mà nó nhiều nước mà nó thơm nữa cả nhà. Chát. Làm cho ông bột nó ăn thử. Cái nó còn sướng anh. Được. Móc tí đi. Tôi cầm cho ông bột ăn thử đi. Nè, giờ được cho ông bột ăn thử trái điều. Hồi giờ ăn trái này chưa? Thì chưa. Tết thử trái thôi. Nhưng mời tất cả các cô chú ăn thử ơi. Nó chát lắm. Mà nhiều nước mà thơm nữa. Ngon. Ngon. Và những trái mà nó chín chín đỏ kìa. Đỏ chát không? Hồi trước là lúc mà Nhi ở ngoài quê nhưng cũng không biết trái này đâu. Do trong này từ ở Đồng Nai cũng trồng rất là nhiều luôn. Trồng ở trên núi cả nhà. Trên núi là có trái này à. Ăn hết luôn hả? Đùa giỏi dữ ta. Nhi thì ăn hoang không hết đâu tại vì nó chát quá, nó nghẹt cái cổ họng của mình lại á. À đúng rồi, để em đi qua em quay trái cây bơ. Mày em thấy đâu? Trái to không? Trái to em để hái. Hái chi vậy? Chưa, hao bê hai cô. Ý là trái to đã hái rồi hả? Trái mà to là đã hái rồi. Sơn nói vậy. Giờ Nhi đi qua quay cây bơ. Cây bơ bữa trước có một cây bơ nó có trái. Cây bơ ở phía trước này cả nhà. Ôi trái đang dần lớn lên rồi cả nhà. Cũng to rồi đó, to nhưng mà cỡ cái lòng bàn tay của mình thôi à. Còn sầu riêng có cái to bằng cả nguyên cái bàn tay của mình luôn. Cái này nó bị hư rồi nè. Được một trái. Bữa trước như thấy nhiều trái lắm mà nó hư. Được mấy trái lớn rồi nè. Lâu chín lâu to ghê không. Tính ra là bơ lâu lớn hơn là sầu riêng á. Sầu riêng mình cứ một tuần mình lên là mình thấy nó lớn lên rõ rệt luôn. Còn bơ thì thấy nó cũng lớn nhưng mà thấy cái tốc độ nó lớn không có rõ rệt như là cây sầu riêng. Chừng này là phải 3 tháng, 4 tháng nữa mới thu hoạch được á cả nhà. Mà cũng được mấy trái à. Ít lắm. Cây này là hầu như là chỉ có tưới nước thôi, không phân, không thuốc gì hết. Rất là organic luôn á. Con nhộng ha anh. Nhộng là mai mốt thành bướm đúng không anh? Nghe cả nhà. Đẹp không? Đó. Nhìn nó lạ quá, hồi giờ em mới thấy con này á. Nhỏ anh thấy hoài. Thì hả? Đây lần đầu tiên em thấy á. Nhộng nó ăn cũng ngon lắm. Đây ăn được rồi. Ủa nhưng mà nó có hại cây của mình không anh? Không có hại gì mà sau này nó thành con ấy. Con bướm. Nó ở vùng Tây Bắc rồi. Vậy là chắc là nó giống như con đuông dừa phải không anh? Ừ. Ủa sao anh bẻ cây vậy anh? Cây tầm giữa lên. Wow. Cây này cây bơ đúng không? Bơ mà nó bị cây. Cây bơ mà nó bị cây tầm gửi ăn hết gần nửa cây luôn rồi. Có nghĩa là cây này nó không phải mọc dưới đất lên. Nó làm sao á, nó ký sinh làm sao á. Ừ. Xong nó gửi lên cây bơ nó sống. Nó ụ ụ kìa này đúng không anh? Nguyên một ụ luôn kìa, ở trên đầu anh đó. Nó tạo thành một cái rễ, bộ rễ ở trên ngay cái thân cây bơ luôn. Đâu có rễ đâu. Kìa, nó ra cái ụ kìa, đó. Nó quấn vô cây bơ nó sống hay kìa. Nó hút hết chất dinh dưỡng của cây bơ cho nên cây bơ này cả nhà. Lá nó leo queo được có mấy lá à. Cái này là cái đống phân bò bữa trước anh hép ủ này cả nhà. Sau khi mình phun thuốc vô rồi mình tủ lại. Xong rồi mình chờ đến thời gian mình phun thuốc lại lần nữa. Như 3-4 tháng mới có thể sử dụng được cái đống phân đó luôn á. Một cái cây mơ mảnh mai như thế này mà bị cây tầm gửi ăn gần hết cây luôn á cả nhà. Nãy giờ anh thép nhổ này.
Rửa một đống luôn. Rửa một đống lá rồi cái cây. Cây mà nhìn không có miếng lá nào luôn á. Đầu trái bơ đâu. Đây này. Có cũng được chục trái cỡ này nè cả nhà. Mà chỉ có phía bên này thôi, phía bên này trái thôi. Còn cái phía mà bên cây tầm gửi nó ăn vào là hầu như là không có trái nào hết á. Mà lá cũng không có, mà cành cũng không có luôn. Ở trên đây có một cái ủ nó đang ra nè anh. Diệt nó luôn đi anh, chứ để nó lớn á. Ủ đây nè. Mở nước lên bơm cây nhưng mà cái ống nước nó bị xì quá trời cả nhà. Giờ Nhi ra Nhi gạt cầu dao xuống để mà mình quấn lại cho nó đỡ. Giờ anh thấy Vinh Sơn quấn cái đường ống chỗ hồi nãy nó bị xì lại. Lâu ngày nó một giây hả anh? Lâu ngày nó một giây nó xì nước ra cả nhà. Đâu có dây nào mà quấn được mấy ống, chỉ có dây này là dây này thì nó phải một chứ. Yeah. Đâu có tồn tại được không? Keo thì nó cứng, nhưng mà cái này đâu có được keo. Cuối cùng phải chơi dây này nè. Hết dây rồi anh à. Còn như đó không biết quấn đủ không nữa. Ok. Để bật cái kia lên thử anh. Ra bật cầu dao lên thử. Sau khi quấn mà nó vẫn còn xì nè cả nhà. Cái này phải quấn thêm vài bận nữa. À, hết dây mất tiêu rồi. Xì mạnh lắm anh ơi. Giờ bây giờ làm cách nào để cho nó bớt ra. Hết dây cao su rồi. Nãy giờ nhị lên thép quấn thật sự luôn mà nó vẫn còn xì nữa nha. Nhưng mà đỡ. Đỡ hơn hồi nãy xì quá trời xì luôn. Giờ nó xì nó mạnh rồi nè. Giờ nước nó càng ngày càng mạnh á. Hút nước càng ngày càng mạnh thì nó càng xì bự ra. Thôi đổi hả? 4 tiếng đồng hồ lận anh. Bó tay cho nó luôn. Thì bây giờ mình phải làm sao để mình khắc phục chỗ này? Siết ống lại hả? Hồi lúc nãy giờ là anh thép anh thép với ông Bột đi rải phân vô một cữ nữa vô mấy cái gốc cây. 10 bữa là phân lần á em. Dạ. Hồi sáng nay á là 8 giờ sáng dậy. Rồi làm việc lặt vặt trong nhà, 10 giờ là xuất phát chạy lên đây tới 12 giờ mấy. Cái có một cái cây đẹp, một trái đẹp đó đúng không anh? 12 giờ mấy xong rồi đi qua nhà đi ăn cơm trưa mà cũng là ăn cơm sáng luôn, rồi sáng không có ăn sáng cả nhà. Xong rồi ra đây làm cây nhổ cỏ rồi dựng mấy cái ống á, xong rồi như bị say nắng vậy nha. Nắng quá. Bây giờ trời đã 4 giờ mấy là trời nó mát nè. Lúc nãy giờ say nắng cái đầu nó quay vòng vòng luôn à. Đi không nổi luôn á. Cái bà cô mà hôm bữa rủ mình qua chợ em. Cô ở nào ha? Bà cô bữa rủ mình qua coi sầu riêng Khách Sơn. À cô Thủy. Ừ. Cô Thủy sao vậy anh? Bà cô ở rủ lát qua nhà bà cô ăn cơm. Vậy lát mình đi luôn hả? Ừ. Vậy tối nay mình không về nhà hả anh? Ừ. Trùng hợp kìa. Mình ở rẫy ba cô cũng gọi mình. Mà ý là anh gọi cho cổ hay là cổ gọi cho anh? Cô gọi. Hay với ta, sao cô biết hay với ta? Thì nghe nói mình thứ bảy chủ nhật mình hay ra rẫy á. Cô mà gọi thử. Vậy ha. Cái thang anh để đâu rồi mà anh trèo với anh? Đó, đây đâu có trèo được thang đâu. Anh trèo cẩn thận chứ cái cây nó... Bây giờ không trèo, giờ bữa nữa mà nó có trái trèo là tét liền. Nặng quá ha. Ừ. Tự nhiên cũng phụ anh thép tỉa mấy cái cành ở dưới trước. Mấy cành ở dưới. Qua đây. Chứ mà mình đứng bên đó mình tiếc á. Mình cứ cản anh thép
bấm là không, thép không có làm được. Hồi nhỏ mình đã tiếc rồi, bây giờ lớn lên nó đã lớn được cỡ đó rồi mà vẫn phải tỉa nó nữa, tiếc quá trời tiếc luôn. Cắt bớt mấy cái bông gì nè, cái cây này đã sổ nhụy hết rồi, nên là những cái trái này, những cái bông này là mình bỏ. Anh ơi, hình như bưởi nó ra bông đúng không anh? Ừ. Lúc nãy mình đi ngang qua mấy cái bưởi ở cả nhà, rất là thơm luôn, thơm mùi bông bưởi á. Có ổ ong mà anh định bắt. Ổ ong ở đâu? Ừ. Trong vườn mình luôn hả? Ừ, anh định bắt nhưng mà anh suy nghĩ là thôi để đó. Sao vậy? Cho thụ phấn. Thụ phấn nó trái bưởi á. Trái bưởi nó cần ong để thụ phấn ha? Chắc là có lẽ vậy. Còn sầu riêng thì cần gió sao? Vậy thôi thì cứ để đó đi. Đây là một cái cành cây nha. Đây cũng là cành cây chính, nó nằm ở ngay cái góc này. Nó được 4 trái luôn cả nhà. Và trái nó lớn rất là đều luôn. Đó, đã chưa? Wow. Không, cái chính đó anh dữ. Để lại luôn á, tại vì cành chính mà, wow, phải cần phụ đâu. Cây này có. Trái này này cả nhà. Còn núp ở trong ấy, trong lá trong rồi nữa kìa. Nhiều không? Em chụp cho anh tấm hình rồi. Chụp cho anh thêm tấm hình. Đăng lên anh phê dưới khán giả. Mình tỉa bớt mấy cái cỏ xung quanh, xung quanh của cái ống bếp này, để khi mà ống bếp nó phun nước ra cả nhà thì nó vô cây. Em bị say nắng hồi trưa, nó chóng mặt, say bồng bồ luôn á. Có giống như say anh hồi xưa không? Say nắng hay say anh hả? Đấy là say nắng. Có giống như say anh hồi xưa. Say nắng có giống say anh ngày xưa không hả? Say anh ngày xưa em đâu có bệnh đâu anh. Anh, em nói cái này được không anh? Ý là có nhiều cô chú khán giả quan tâm đó. Cô chú hỏi là khi nào mình tổ chức đám cưới. Hôm bữa coi ngày thầy nói là chắc có tháng 5. Nhưng mà bữa nói với ba và nói tháng 5 nó thấy nó không được. Tháng 5 không được hả? Nói với ba em á. Ủa vậy hả? Bữa nào đi coi lại. Mà cách có làm không anh? Có sao không có trời. Chỉ sao đám cưới mà không làm. Bà ý là cái đó thì mình cũng đăng ký kết hôn rồi, thì mình cũng đã hợp pháp rồi mà. Còn đám cưới thì mình làm thêm cái tiệc, cái lễ trong gia cho mọi người chung vui thôi. Bà cô dạy của em á, bà cô người Nam Mỹ hay Nam Phi gì quên rồi. Cô dạy tiếng Anh của Nhi cả nhà. Cô nói là cô không thích làm đám cưới. À, không thích cưới chồng, nhưng mà cô có bạn trai vẫn tổ chức một cái lễ trao nhẫn rồi cầu hôn giống như là một cái lễ cưới vậy anh. Nhưng mà không có đăng ký giấy kết hôn. Cô nói chỉ làm mà cô không có muốn bị ràng buộc, cho nên là cô chỉ làm một cái lễ cũng trao nhẫn cầu hôn, cũng mời bạn bè đến dự, nhưng mà không làm giấy kết hôn. Kỳ vậy ta. Ừ, cô là người luôn nước gì như quên rồi, Nam Mỹ hay Nam chắc Phi vậy? Người ta ở nước ngoài sống dễ hơn, ở Việt Nam mình chỉ sao được. Thà đăng ký kết hôn đúng không anh? Ừ. Đăng ký kết hôn thì mình mới hợp pháp trên giấy tờ. Còn làm lễ mà không đăng ký kết hôn thì nó cũng giống như là mình cũng giống như là chỉ là mới là bạn trai bạn gái thôi. Wow, trời ơi, cái cây này gì mình không biết tỉ hay sao luôn. Nó chùm chùm hả anh? Tránh nó nha, nó trúng đầu nè. Anh, dừng. Cây đó em thấy nó mọc ở trên cành chính mà anh. Cái cành này chút có chút xíu rồi mà. Mà lấy ba đá thôi. Anh tỉa cái cành nhánh phụ này để nó mai mốt nó lớn lên đó, là lại tiếc nữa. Còn một mấy trái cành nhỏ anh tỉa bớt đi, lấy một trái, một hai trái thôi, để mai mốt lớn lên là tiếc á. Cành này còn 4 trái. Nhưng mà anh đừng có tỉa hết nha. Rất là nhanh em. Anh tỉa hết là mai mốt nó heo đó. Cái này nó lớp xuống là bể đầu chắc luôn á. Xước đầu á. Nó không có bể sọ nhưng mà nó lủng. Ôi nhiều ghê á. Riêng cái cành này không là 5 nè, 10 nè.
Không, thiếp đếm hai cành là 10 trái nha. Ừ. Nhưng mà 10 vậy chứ mình đâu có ăn được 10 trái hết đâu. Bỏ. Rồi bỏ. Thôi để đó anh. 4 rồi. Cành này thiếp đủ. Cái cây này cả nhà tưởng tượng mà nó gánh 10 trái không? Mỗi trái 3 kg, 10 trái 30 kg. Nó gánh xong nó sủi lắc sủi lơ luôn. Nó gánh xong rồi nó gãy cái cành luôn, bởi vì mình tiếc là coi như tiêu á. Nhưng mà nó còn rụng nữa, anh yên tâm đi. Thiên nhiên sẽ đào thải bớt những cây yếu, những trái yếu nữa. Như cái này gánh 2 trái nè, mà xuống đây nó 4 trái luôn thôi chứ. Bây giờ mình tỉ mình tiếc ghê không? Không có nha, dạng tay giống ngày xưa đúng không? Lúc mà còn nhỏ một tí. Bụp bụp bụp. Bụp bụp. Nhất là lúc mà nó còn sổ nhị á, trời ơi Nhi thích tỉa mấy cái đó lắm. Tiếp mới rải phân. Mới rải phân xong mình bắt buộc phải tỉa để biết chi không? Em. Chi để cho những cái mà nó ấy nó sẽ ăn phân. Còn dạ, những cái mà cần thải mình thải gấp. Dạ. Nó ăn phân của mấy cái kia nó phí phân. Dạ. Trái này anh tỉa bốn trái cạnh chỉ trái ngoài này. Trái ngoài nó đẹp nè. Để dây này ra. Còn 3 năm trái. Thôi. Thôi bây giờ cứ để đó đi. Rồi tuần sau mình làm khác một đi. Tuần sau nó bự mình làm khác nữa. Ủa anh bây giờ mình có đi nhỏ thêm siro vô mấy cái ống mấy cái hộp không? Nào mà bữa mình có trái mình nhỏ, giờ chưa có trái nhỏ thấy. Em thấy trong nó quá chừng rùi luôn anh. Một ụ là năm bắt 50 con đúng không? Đúng rồi, một ụ bắt 50 con á. Mà mình 20 ụ á. 1000 con rồi đó. Em bỏ thêm siro nữa em bắt. Giờ bữa nó chết hết bữa giờ rồi. Cái trái sầu riêng này nè cả nhà. Nó to. Còn cái này á là một cái cây sầu, một cái nhánh à. Mà bữa trước mình tỉa nó dính cho trong đây. Nó dính vô cái cây này. Được, trái này to rồi. Bằng bàn tay của mình luôn. Nhìn nó thui thui chị ơi, mình đếp trái nhiều ghê luôn không? Dạ. Nhìn chị thấy thui thui rồi đếp trái nhiều ghê. Ủa 5 trái 7, 8. Ui cây này mình được 8 trái luôn. Cũng nhiều á. Mình nhổ bớt mấy cái cỏ này ra cho cây nó có nước. Cái chùm này thì mới sổ nhị, mới đậu trái xong này cả nhà. May là nó đậu trái trước mưa á. Chứ trời mưa bữa giờ. Mưa mà 10 bữa nay không cần tưới nước luôn mà cả nhà. Lên thấy cỏ không à. Mình tỉa sơ thôi, mình dọn sơ cỏ thôi. Đó, mình dọn sơ vậy cho nước đồ nó vô. Lúc trưa tranh thủ làm ở cả nhà. 12 giờ mấy tranh thủ làm. Xay nắng, nắng quá trời nắng luôn xay. Bây giờ trời mát là 4 giờ mấy nè. Hồi chiều giờ em đi quan sát thì hầu như cây nào cũng có trái to. Nhưng mà có một số cây chỉ có 1-2 trái. Nhưng mà nó ra trái nhỏ này rất là nhiều luôn. Là nó sẽ mình sẽ có 2 lứa. Mình ăn 2 lứa. Phê quá ha. Mới có một mùa mưa. Một mùa mưa lên tốt ghê luôn ha. Bưởi đó. Trái bưởi gì mà nó nhăn nheo dữ vậy? Cốm gì trời. Ồ, biến dạng luôn à. Sao vậy? Không biết luôn á. Ôi em nhìn tưởng nó trái gì á. Sao nó cục cục u không à. Này cả nhà. Wow. Bị, ủa, con này chú. Trái này thì bị ông bị chích nè. Mấy ông chú cắt còn sót. Bình thường nữa. Ủa sao cây bưởi nhà mình mọc ra cái trái gì kỳ vậy? Bỏ luôn. Bưởi cắt còn sót, mai em cầm cây em vô lại cho nó hết không? Dạ. Bưởi gì chạy nước nó phát triển nó nứt thân. Nứt thân ha. Nó nứt thân vậy là mình biết à nó đang phát triển á. Vậy hả?
Nè, nó đang phát triển nè. Là nó bung cái cây lên á, hiểu không? Nó bung cây lên thì bắt buộc nó phải nứt ra. Để leo lên tí vài cái. Leo lên còn Nhi đứng ở dưới nhìn trong sự tiếc nuối. Một cành thì thôi mà 2, 4, 6, 7, 8. Nè, chuẩn bị rớt nè, thấy không? Tự rớt luôn không? 2, 4, 6, 7 hả? Lừa những mấy giấy eo eo á, bụp luôn. Nhỏ nhỏ thì bụp đi. Mình còn 10 ngày nữa, tiễn lần nữa. 10 ngày tiễn lần nữa. Ừ, ở bên này có cái trái rất là bự luôn nè bọt. Tuần sau lên tiễn lần nữa. Trái chỗ đây nè, bự. Đấy, cỡ này là hết rụng rồi nè. Wow, trái này đại trong đây luôn em à. Không, trái nãy bên kia đại hơn. Bây giờ là 4 giờ hơn chiều ở cả nhà. Trời đã tắt nắng rồi và có những cơn gió rất là mát luôn. Mà thực sự là gió là từ 2 giờ mấy là đã có gió rồi. Nhưng bây giờ thì tắt nắng và cảm thấy không khí nó thoải mái, nó làm cho con người mình rất là dễ chịu luôn. Cả nhà thấy là khung cảnh nè, mình bao quát tầm nhìn của mình hết luôn. Và mình thấy khung cảnh nó rất là thoải mái, thư giãn một cách êm đềm, bình yên á. Cho nên là nơi này là nơi của Nhi Ven Thép chọn. Và mỗi cuối tuần không chỉ là đến để làm việc mà còn đến để thưởng thức và gọi là hòa mình trong không khí ở đây. Ui, trái nó. Trái này đàn chị nè. Trái đó đàn chị nữa. Đàn anh đàn chị cả nhà. Gần nửa ký nè. Đủ học luôn, loại 1 luôn. Cái cây sơ anh tính cái cây ở sau á, nhìn nó có mấy trái mà anh tính sơ 30 trái luôn. Cây này để em tính nha. 1 2 3 4 5 4 5 6. Ui. 7, 8, 9, 10, 11. Anh ơi, cái chùm trên đầu anh nè. Khủng chưa? Mà trái đều nữa chứ. Có bị eo trái nào đâu. Đẩy trái này bớt rồi. 4 trái. Ôi. Wow, cái bạn loại 1 mà thép cắt tiếc ghê luôn à. Ừ. Wow. Thôi đừng cắt nữa anh. Thôi cắt thêm trái nữa. Tại em biết sao không? Ba cái lưới này nè, cắt một lần luôn. Nghĩ sao cái trái tròn do tròn mà khô. Loại 1 á. Trái này được 1 học này, 2 học này, 3 học, 4 học. Loại 1 mà, đủ học mà. 5 học luôn cả nha. Mình cắt loại 2 mình không tiếp, cắt loại 1 tiếp. Trời cả tiếc. Nhà coi này. Ui giời ơi, tiếc ghê luôn. Thôi trái này được 6 học luôn á. Ừ, loại 1 nhưng mà bắt buộc phải cắt. Nó tròn đâu có một cái eo nào đâu. Tiếc hơn. Bởi vì tỉ lúc nhỏ nó không đỡ tiếc. Tỉ lúc lớn tiếc quá. Là cây này được 1 trái này, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, được 9, 10. 10 trái hả? 10 trái lớn à. Còn lưới sau nữa, đợt còn sau lưới nữa. Sau, đợt sau là cỡ nhỏ nhỏ mới ra bông, cỡ vậy đi. Đợt sau nữa anh chị. Giờ Nhi sẽ tỉa mấy cái cây này, hồi nãy giờ Nhi tỉa một số cây rồi, giờ vẫn còn sót này cả nhà. Mấy cái cây nó sống nhờ trên dây leo á, nó leo lên cây sầu riêng, nó kéo cái cành xuống. Rồi sáng giờ cũng tạm ổn rồi đó, công việc tỉa trái rồi cũng tạm ổn rồi đó. Bữa nào tuần sau lên quốc lần nữa là tỉa lần nữa xong. Tuần sau mình lên tỉa chắc Nhi phải đứng xa ra chứ không là Nhi đưng tiếng đó cả nhà. Tuần này nó bự cỡ đó, tuần sau bự nữa. mình chụp cái ảnh á, mình lấy điện thoại mình chụp ảnh á, mình chụp cái cây nào mà gần gần vậy mình nhớ cái cây đó là bữa sau á mình tới mình coi thử nó cái trái nó như thế nào hả. Bây giờ là 5:30 chiều, Nhi với anh Thép với lại anh Sơn sẽ đi lên gặp cái cô ở trên Khánh Sơn, cô Thủy. Định là tối nay ngủ ở trên lều kìa, ở trên nhà sàn kìa, nhưng mà tình cờ sao cổ gọi nên là thôi sẵn là lên thăm nhà cổ chơi luôn. Anh Thép rất là mê ăn đào luôn á cả nhà. Trời ơi, mời cả nhà nha, nó bù nước ghê lắm. Bù nước không mà nó chát cái miệng mình lắm. Cái đào này mà cũng một cây rất là hay nha, trồng không cần chảy nước, không cần bỏ phân, không xịt thuốc luôn, không cần chăm sóc gì hết hả? Tự động luôn. Wow. Cái lực không làm mà đòi có ăn là cây này nè.
bà con cứ trồng lên núi bỏ thí đó. Đến mùa lên thu hoạch hả? Đến mùa là hái, chứ đâu có cần phải làm gì đâu. Hay vậy ta? Ừ, nhưng mà hay mặc ghê. Dù nha, tuy nó sống nắng, nó chịu được hạn, mà trong trái lúc nào cũng có nước đó. Ừ. Trái nước kinh luôn khủng luôn. Một, ăn đi. Không, đã dành lần muối ăn. Để anh. Ra ngoài kia nhiều lắm. Ở trên nhà cô gì đó. Thế mà nhà cô đó bữa em có thấy cái điều nào đâu. Ở đây có một cây điều mới ra bông thôi. Chắc là đợt vừa rồi mưa nó bị rụng xong, rụng hết bông. Bây giờ nó ra lại bông mới nè cả nhà. Cây điều này chắc ăn được sau. À, đây là khung cảnh phía sau, phía bên hông của cái rẫy của nhà mình nè. Đây là đội rẫy nè. Phía trước là một cái bãi cát và kế bên là một con suối. Đang đi trên đường thì anh Thép thấy một cây đào rất là sai luôn cả nhà. Lạc hộp bỏ lại nha cả nhà. Thép sẽ lạc hộp bỏ lại ngay chỗ vị trí nào đó đây nè. Cả nhà xem nè. Lạc hộp bỏ lại. Ở người dân ở đây người ta lạc hộp người ta lấy còn trái bỏ. Mà mình phải hái mấy này thì mình phải tự giác ý thức nha. Lạc hộp bỏ lại thì ăn bao nhiêu cũng được hết á. Nó chưa hình trái, nó như vậy nè, cái hột nó bự cho bá lửa luôn. Dạ. Ha. Sau khi mà nó hình trái cái hột nó teo lại tí. Nó khô lại, nó teo lại. Phải nói là anh Thép rất là ghiền cái món ăn đào này luôn á. Hồi nó trước thơm lắm. Đang đi trên xe mà anh Thép phải kích lại để ăn. Nó thơm lắm. Nhưng mà nó chát mà anh. Cái mùi thơm của nó víu rũ. Em chỉ thấy cái nước nó ngọt với cái mùi nó thơm. Chát cũng tùy được trái nữa. Mà phải cái nồng chát. Như nó có hai loại, loại vừng vàng với loại màu đỏ hay sao á. Ừ, đúng rồi. Nó thơm. Cái này ngâm rượu. Lát nữa anh đem lên xe là hôi xe á nha. Rồi bỏ thơm anh. Đây xuống đó coi còn cái nào nó hái chục trái nữa lại. Wow. Đẹp không cả nhà? Wow. Cái view này cả nhà. Chuối. Bên kia nè, trời ơi, bằng phẳng luôn. Ở trên này thì bà con trồng chuối. Phía trên này hình như trồng keo hay sao á. Coi. Phía trước là một cái mặt suối rất là rộng luôn. Hiện tại là mình đang di chuyển lên Khánh Sơn á cả nhà. Qua nhà bà cô, hôm nay sẽ ăn cơm cho bà cô. Ăn cơm ké. Tiết mục ăn cơm ké. Câu dân gian người ta không hay gọi là ăn chực đó. Ăn chực. Nói giảm nói tránh thôi. Nhi với anh Thép mới tới nhà của cô Thủy rồi cả nhà. Cô Thủy đãi cho món gà kho sả nè. Nhìn đã ghê luôn ha. Anh Thép thì rất là thích ăn gà luôn. Chồng á. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe bình an nha. Dạ. Hôm nay thì rất là trùng hợp luôn. Nhi với anh Thép lên đẩy thì cô Thủy có lời mời ghé nhà ăn cơm. Không là tối nay chắc Nhi với anh Thép lại nấu mì tôm trên rẫy ăn rồi. Dạ. Đấy, ăn món... cơm chừng mà cô đãi quá chừng luôn. Gà vườn nha. Gà vườn rồi canh. Ồ, canh mướp, canh mướp với lòng. Ủa hai cô với chú là con đi học hết rồi hả? À con đi làm với đi học hết rồi cả nhà. Giờ có hai vợ chồng già ở nhà. Chưa già lắm anh à. Cũng 60 tuổi rồi chứ ít gì. Sắp xỉ 60 rồi. Ủa 60 rồi hả chú? Sắp xỉ 60 còn trẻ rồi. Hết một đời người rồi còn gì nữa. 60 năm một cuộc đời mà gần có. Cô nói cô có mấy chục tỷ là ba đứa con của cô đó. À. Ba đứa cô chị giá là mấy chục tỷ của cô đó. Thôi cô nói thì đây. Đây đủ rồi em. Hai chú cháu làm lon không? Hai chú cháu làm lon. Hai lon đi. Uống lon rồi cô. Mà cả nhà ăn cơm với gia đình nha. Trời. Chị Vinh Thép thì giờ đi ngoài đường nhiều quá cho nên đa số là ăn ngoài quán không à. Bữa rồi giờ về Bình Định mới được cũng ăn ngoài quán nhưng cũng được vài bữa ăn cơm nhà. Rất là hiếm. Ít khi mà được ăn cơm nhà như thế này luôn. Nước cái để cho nó ngọt á. Dạ. Cái này gỏi xoài nha. Cửa xoài ngon. Hai vợ chồng cô chú làm. Là khán giả trên kênh của Thép. Hai dạ. Coi video á. Rồi cái vườn của mình cũng cách vườn của cô. Cách nhà của cô có 5 cây số. Ở vậy và cô hay rủ Thép qua đây chơi đó. Với lại nhà cũng không có con vậy, hai vợ chồng cũng buồn. Hai vợ chồng buồn thiệt chứ. Ở trong đây nữa.
Làm được đâu, cái tối ngủ chứ làm gì đâu. Tớ cài YouTube nè, cô. Ừ? Tớ coi YouTube không mà. Coi tới 11 giờ á. Trời, coi tới 11 giờ luôn. Chú nằm coi điện thoại. Ừ. Coi mang bàn trô cười một mình. Trô đường phố lắm rồi. Dạ. Dạ ngon cô. Dạ dạ ha anh. Dạ. Nhà mình nuôi lúa không mà đâu có trong phòng bậy đâu. À. Bữa giờ là mấy đứa con mấy tháng về thăm lần cô? Tết về mấy tháng rồi? Năm về lần. Cả năm mới về lần hả? 28 về. Cứ Tết là 27-28. Mà thì giáo viên về hè nó về được hè với Tết. Nó không có về, ở lấy vợ luôn. Có ai lấy vợ chưa cô? Có rồi chứ. Có một đứa đó lấy vợ đó. Lấy vợ đi theo vợ luôn mà hả? Không, vô Sài Gòn làm. À. Rồi, vợ chồng giáo viên. Vợ chồng lấy giáo viên. Dạ. Lúc nãy giờ cả gia đình là mới ăn cơm xong cả nhà. Giờ thì cô chú đãi thêm bưởi nữa, bưởi vườn nhà trồng. Đây coi chừng nó lỡ miệng. Cẩn thận chứ. Lỡ miệng. Dạ. Đây cả nhà. Cái này là con bỏ tủ lạnh ngăn đông rồi. Nó mát mát. Nó mát mát, ăn ngon lắm. Ừ. Mình ăn chiều giờ cũng tính ra cả chục trái rồi chứ. Ăn nhiều nó mất giọng đó nha. Chứ nữa. Mà cả nhà nó ấy cái như đừng ăn cái nó chát mà nó mất chát nó làm cho mình cái người ta xào mà nước nhiều nó thơm mà anh thấy anh thèm cái món này lắm cô. Thơm. Trời ơi lạnh lạnh nữa. Thêm chấm muối ăn thôi chứ. Thấp muối. Ờ. Chấm muối thôi chứ. Sạch. Nước nhiều quá. Thêm tí đừng ăn. Vô tắt tí. Ừ. Uống nước gừng như thế này. À, cắt cái cam cả nhà nha. Hồi đó con lên núi á, con đâu biết đâu. Con ăn 20-30 trái luôn. Tối chiều về nhà hết nói được luôn. Đó, biết vậy mà còn ăn. Mình đâu biết. Đây là trái cam nha cả nhà. Trái đại cam ruột đỏ. Lần đầu tiên thấy gặp luôn. Bây cắt giờ ngang, mình... cắt ngang. Cắt ngang, cắt ngang luôn chứ. Cắt không, cắt ngang đây. À, rồi, ok. Cắt dạ. Chữ luôn anh. Ờ. Để con cắt cho cả nhà xem. Đó. Cắt ngang sao luôn. Đó, thấy chưa? Wow. À, cắt ấy là cắt để cho cả nhà xem là lột đỏ. Mấy bữa không ăn của mình. Muốn làm xấu gì đó. Mình cô cứ ăn mấy bữa con mấy chó luôn á. Ăn cơm. Màu đẹp ghê luôn á. Mà cả nhà mình nha. Mình đã coi trước chỗ đó mình trồng bao nhiêu cây thì mình mua bao nhiêu. À. 50 cây thì mua 50 cây. 50 cây là chắc rồi đó. Ờ thì tôi mua 50 cây. Mua 50 cây trước đi. Ừ. Rồi thiếu mình mua thêm. Đâu phải là một cây có 25.000 đâu, con mua dư cũng được. 100 mấy luôn. Ừ, 505. Đúng rồi cô. Đừng có mua dư. Ừ. Sao vậy? Ngon. Ngon, nó giòn. Ừ. Ngọt quá. Cam nó giòn. Còn bưởi? Bưởi sao? Có chồng. Bưởi ăn rồi. Ngọt. Nhiều nhưng nước. Mà màu nó chưa có được đẹp. Ừ. Ngọt nhiều nước. Màu nó nhạt nha. Chứ nếu mà bưởi mà đẹp. Đúng phần thuốc nó đi có kali rồi nhiều á là nó sẽ đỏ nha cả nhà. Ngọt ghê. Ừ. Rất còn bưởi này là bưởi sạch ở nhà ông chú ông ít khi nào xịt thuốc. Ít xịt thuốc. Cam này ngon lắm cả nhà. Nó giòn. Cam này chắc là mai con tới con hỏi giống nó có bán. Ừ. Nó cam ruột đỏ nha. Cam ruột đỏ. Trồng năm có trái. Ui trời. Nhanh vậy hả? Nhanh đấy vậy chú. Trồng bón năm có trái chứ. Ngọt quá. Ngon ghê, bưởi ngon ghê. Bưởi này cho chú. Cam đó nè. Coi thử. Giòn mà nó nặng ghê hơn. Trái cam nặng ghê luôn á. Bây giờ tối nay tụi mình sẽ ngủ đây. Mai con đi mua cây giống. Mai con mua 50 cây sầu riêng. Con trồng thiếu con mua thêm. Chắc là Nhi xin phép kết thúc video ở đây luôn. Video sáng giờ quay cũng khá là dài rồi. Cảm ơn các cả nhà rất là nhiều. Quên, phải cảm ơn cô chú rất là nhiều đã đãi cho vợ chồng Nhi và Thép với lại cô Sơn nữa. Một bữa cơm rất là ngon luôn cả nhà. Bữa cơm gia đình rất là ngon luôn. Rất là cảm ơn cô chú, còn cho ngủ lại nhờ nữa. Nhờ ngủ nhờ. Đi đâu cũng có người cho ngủ nhờ hết đó cả nhà. Ngủ chứ nhờ gì, làm gì đâu. Giờ thì Nhi xin phép kết thúc video ở đây luôn. Rất là cảm ơn các cô chú rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình xem hết video này nha. Nhớ lại cho Nhi một cái like, một cái đăng ký kênh nữa. Giờ thì bye bye cả nhà bye nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Chúc cả nhà sức khỏe. Bên đây. Yeah.